まず去年はセブンイレブンとドワン大学はその覚書を締結をしました。メインな大きな目的はこれからベトナム の物流小売業に近代化に貢献できるような人材育成をやっていきたいと考えております。優秀な3名の学生さんをセブンイレブンのインターンシップを通じてセブンイレブンでのコンビニ経営とか店舗の運営とか単品管理などの経営などのことについて勉強してベトナムに戻ってベトナム その小売業の発展に貢献していくことを期待しています。ただ今日は学生さんと面談して日本語はすごく上手ですね。1年間勉強してそこまで話せることはすごく驚きました。で、日本語能力だけではなくてそういうチャレンジの精神とかそういう新しいことへの挑戦の意欲とかすごく感心しました。大学のもちろん学生さんはすごく優秀な学生さんだし大学の教育方針は素晴らしいと思います。そして、この大学との連携については、今回はインターンシップをきっかけに、そういう人材育成について始まってて、将来はこの学生さん その卒業した後の就職先として、なんか一緒になんかできないかと検討していきたいと思っています。Bất ngờ ngoài kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật trao dồi thêm ngoại ngữ thì em còn phải trao dồi thêm nhiều kỹ năng về kiến thức về kinh doanh giao tiếp để qua đó để em dễ khỏi việc bỡ ngỡ hơn. Hôm qua thì người ta cũng đã giải thích cho em về những qua đó thì làm những gì học về quản lý một chuỗi cách vận hành chuỗi cửa hàng ở tập đoàn 7-Eleven. Em muốn qua chuyến thực tập này thì sẽ được có thêm nhiều cái kinh nghiệm mới làm vì bên Nhật có những cái cơ hội làm việc của bên Nhật là rất khó và cái tác phong cũng như là cách làm việc của họ là rất tốt. Em nghĩ là đây sẽ là cơ hội để nếu như mà em không có làm ở bên kia thì sau khi về Việt Nam thì em cũng sẽ cống hiến được cho công ty ở nước ngoài. Chuyến thực tập internship này thì sẽ giúp cho em có thêm nhiều kỹ năng tốt hơn để sau này ra trường tụi em sẽ được có những cái công việc tốt và được apply vào những cái công ty của 7-Eleven cũng như là những công ty nước ngoài thành ra. Những cái tiêu chí của những doanh nghiệp nước ngoài nói riêng và ở Nhật nói chung thì cái tác phong làm việc của người ta rất là chững chạc và cần phải nghiêm khắc. Do vậy là các bạn sinh viên cần phải rèn luyện cái tính nhẫn nại cũng như là có thái độ quan tâm đến công việc, mình tự tìm hiểu nhiều hơn về công ty chứ không cần phải đợi những cái động từ bên ngoài. Trường có rất là nhiều cái hợp đồng ký kết với người nước ngoài nên là đây cũng là cơ hội cho rất là nhiều bạn sinh viên. Rất là vui vì em đã được cùng công ty 7-Eleven Nhật đi thực tập và em rất là háo hức chờ đợi cái ngày mà mình sẽ đi Nhật cố gắng thật tốt làm việc bên Nhật để có thể về lại trường và chia sẻ những kinh nghiệm mà bên đó mình đã có được cho các bạn sinh viên khóa sau để các em có thể có những cái kinh nghiệm và hành trang tốt để có thể đi qua Nhật.